Chào mọi người, mình đang đứng ở ngay gần tòa nhà Lotte, cao 65 tầng ở Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Và ngay cạnh tòa nhà Lotte là cái đại sứ quán của Úc. Đây là đường Đào Tấn nhé. Đại sứ quán của Úc đây nó đơn giản thôi, nó không quá là hoành tráng giống như những cái trụ sở ban ngành của Việt Nam mình. Thì lúc nãy mình có nói chuyện với mấy anh công an ở ngay cổng đại sứ quán Úc ấy, mình có xin phép là quay video ở đó. Thì cái anh mà đang đứng dưới cái ô đầu kia ấy, thì anh kia mới bảo là cấp trên chỉ thị ấy là không được cho quay phim chụp ảnh ở gần. Thì mình có nói là mình sẽ quay đứng ở xa xa một tí, bởi vì lúc nãy mình có xin phép là muốn quay mấy cái hình ảnh ngay trên bờ tường của tòa nhà đại sứ quán ấy. Thì anh ấy bảo là không được quay gần. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Cái đại sứ quán của Úc ấy nó đơn giản như vậy. Có chữ đây này, có chữ Embassy of Australia, có nghĩa là đại sứ quán Úc. Có. Rồi, đây nó chỉ là tòa nhà như vậy thôi. Không có cái gì đặc biệt, không to giống như là trụ sở ủy ban huyện của Việt Nam, trụ sở ủy ban quận Thanh Xuân ấy, rồi mấy quận khác ở Hà Nội ấy, to gấp mấy cái đại sứ quán Úc. Dọc cái bờ tường của đại sứ quán Úc ấy là những cái hình thù nó nói về nước Úc. Thì trên cái bờ tường này nó viết này, những cái rất hay này: tăng tỷ lệ phần trăm nữ giới có bằng thạc sĩ này, rồi tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo chính trị và có quyền ra quyết định ở tất cả các cấp, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo này, enhance women in leadership. Rồi đây này, mình đọc tiếng Anh cho mọi người nghe nhá: equal rights for lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex. Có nghĩa là quyền bình đẳng cho những người đồng tính và những người chuyển giới. Chính phủ Việt Nam phân bổ ngân sách cho các chương trình quốc gia thúc đẩy bình đẳng giới và giảm thiểu bạo lực giới. Support the government of Vietnam to allocate budgets to the National Gender Equality and Gender-Based Violence Plan. Rồi. Kết hợp chiến lược chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Integrate ending violence là chấm dứt bạo lực. Rồi đây, hỗ trợ du lịch nông nghiệp này, đào tạo hướng nghiệp, tiếp cận công nghệ và tài chính này. Giới thiệu và mở rộng các chính sách tốt hơn về tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. SME có nghĩa là ký hiệu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có nghĩa là Small and Medium Enterprise. Rồi. More women are economically secure and have saving. Là có nhiều phụ nữ an toàn hơn về mặt kinh tế và có tiền tiết kiệm. Rồi tăng cường tỷ trọng doanh nghiệp do phụ nữ. Nói chung ấy là nước Úc ấy là có những cái gọi là thúc đẩy quyền con người, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Promoting Women Economic Empowerment. Cái từ empowerment ấy, trong tiếng Anh ấy, có nghĩa là trao quyền. Trao quyền. Promoting là thúc đẩy cái việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Bình đẳng kỹ năng giao thông, đổi mới nước sạch và sáng tạo. Đây thấy không? Dọc cái bờ tường của đại sứ quán Úc là thế này này: Australia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Phổ cập giáo dục, Universal Education, Empowerment of Women and Girls, hỗ trợ người dân tộc thiểu số, rồi rất nhiều thứ nữa. Ok. Rights of People with Disability, cái quyền của những người khuyết tật, rồi quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới, rồi quyền sử dụng nước sạch, Access to Clean Water. Đấy, dọc cái bờ tường của đại sứ quán Úc đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.